Dạ, bây giờ nghe lại hả? Dạ. Banati bata veramani sikha badang samami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh sự sát sanh. Adinadana veramani sangsamadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchha chara veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học Yamatakha. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikkhapadamadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchha chara veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sự thôi. Surameraya machapamayathana veramani sikkhang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani bạn cha sĩ kha ba đa ni sa tu gan ka ta wa a pa ma đa ni cha ka lăng sam ma ra ki ta bang chư thiện tinh nên thọ tuyền ngụ giới này cho được trong sạch phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên với vui. A ma phần tê dạ sinh vân. Si la na su ga tan yan ti si la na pho va sa ma da si la na ni pu tan yan ti ta sma si la u so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Và dạ, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đã trao truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và dạ, chúng con kính tri ân thường tọa. Và dạ, bây giờ là đã đến giờ ôn bài. Và dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhận hướng dẫn chúng con ôn bài Cấu Pháp Cú số 165. Và dạ, con kính dâng mic đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Nam Mô Thammayá, Nam Mô Sangkhayá. Con cung kính đảnh lễ Tam Bảo. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Và xin chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, để không mất thời gian, con dùng câu kệ số 165 ạ. Atanawa katang papang atanasang kinisati Atana katang papang atanawa visuchati Suthi asut thipachatang nyanyo nyanyo anyang viso thayen Atanawa katang papang atanasang kinisati
Atana akatang papang atana wawisuchati suthi asuthi pachatang nanyo anyang wisothaye atta atana wakatang papang atana sankinityasati atana atang papang atana wa wisuchati suthi asuthi pachatang nanyo anyang wisothaye. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng và sư xin chào. Sư xin nhường mic này cho rung mặt. Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân sư Tuệ Nhẫn và ôn bài cùng chúng con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh sư Tuệ Nhẫn. Con xin kính chào đạo tràng. Dạ, sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 165. Atana wakatang pa pang atana sang kilis sati atana akatang pa pang atana wawi sut chati suti a suti pak chatang nan nyo an nyang wiso kaji atana wakatang pa pang Atana sang kilit sati Atana akatang pa pang Atana wawi sujati Suthi asuthi Pakjatang nanyo anyang Wisu thayi Atana wakatang pa pang Atana sang kilit sati Atana akatang pa pang Atana wawi sujati Suthi asuthi pakjatang Nanyo anyang wiso thayi. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không thanh tịnh ai. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Atana waka tăng ba bằng Atana sang ki li sa ti Atana aka tăng ba bằng Atana wawi su cha ti Su thi a su thi bắc chắc tăng Nanh nhô an nhằn vi su tha di. Làm điều ác dữ do ta, với điều ô nhiễm cũng là mình thôi. Tự tôi thanh tịnh bởi tôi, ai người thanh tịnh cho người có đâu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Còn kính đảnh lễ ân đức Phật, ân Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Dạ, mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc và kể các pháp cú số 165. Atana wakatang pa pang Atana samlikilisati Atana katang pa pang Atana wat vi chút chân tí xuất thí á xuất thí bát cha tăng dành nô năng năng quý sô tha về. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không thanh tịnh
ai. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Làm điều ác dữ do ta, với điều ô nhiễm cũng là mình thôi. Tự mình thanh tịnh bởi tôi, ai người thanh tịnh cho người có đâu. À ta na qua cả ba băng, à ta na xăm kỳ lý sa tê, à ta na ca ca tăng ba băng. À ta ca qua quỷ xuất tân tê xuất thi, à xu tỷ thi bát ca tăng nhận. Nhận nô a năng quỷ sô tha dê. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh, tự mình không thanh tịnh. Và đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Làm điều ác dữ do ta, với điều ô nhiễm cũng là mình thôi. Tự tôi thanh tịnh bởi tôi, ai người thanh tịnh cho người có đau. Và đó vẫn thơ của Ngài Đức. Và kính mời chị Trần Đạo, kính mời Ái Minh, và kính mời anh Phan Châu Liêm. Dạ, xin nhường viết lại. Dạ, hết giờ rồi, kính mời chị Lạc Lê Thỉnh Pháp Sư dùng nha, nghe Pháp nhường mic. Dạ, chưa nghe tiếng của chị Lạc Lê Thỉnh Pháp Sư. Dạ, kính mời chị. Dạ alo. Dạ alo. Dạ, cảm ơn chị Pháp. Dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mu tha sa. Thờ Phật mới đạt thành quả vị, có sa hàm ba ti phạm thiên, cả trong thế giới các miền, thành cao quán chung cần chuyên đạo màu. Hiện trước Phật đi đầu đảnh lễ, bạch xin Ngài tế độ nhân. Chúng sanh trong khắp cõi trần, tội mê điên đảo không phân tội tình, cầu Phật tổ cao minh ai trúc, hiện âu linh tỉnh thức rất nhiều. Hằng khai đạo pháp cao siêu, tu hành theo đẳng cái nhiều thiện duyên, thế tôn được mạng viên đạo quy, con hết lòng hoan hỷ tán dương. Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương, không đành bỏ mặt lắc đường làm thinh, chúng sanh vốn đa tình lẫm bậc, không thông đâu chân tinh giả từ, vô thường khổ não chấp ta. Ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ Ngài, xin mở lượng cao dài răng di chuyển pháp luân diện giải diệu ngôn. Chúng sanh nghe đặng pháp môn, thoát vòng khổ não dập dồn bảy lâu, giải thoát những nguồn sầu cáo thúc, diệt tham lam ai dục bao vòng.
tội tâm sẽ được sáng trong, phát sanh tuy tệ hiểu thâm tinh tường, thâm thâu lẽ vô thường vẫn tất, ba tướng trong ba cõi mong manh, vô minh duyên của các hành, cõi căn giác chúng sanh luân hồi. Biển trần khổ nổi trôi dìm đắm, bị ngủ ma vài đắm chuyển đi, vậy nên cầu đẳng từ bi, tạo thuyền bắt nhã trải đi với người, đưa qua chốn tốt tươi yên lặng, bờ niết bàn chẳng dính trần ai, như đèn rọi suốt trong ngoài. Chiếu khắp tia khắp cõi lời hân hoan, pháp vi trong khải hoàng rầm rộ, luận vi nhân đại cổ hoàng dương, kinh như dây buộc trên đường, luận như mặt trong vạt đường vô minh, tự diệu đi đo hình diệu trong, giống cua tan giấc mộng trần gian, chúng sanh tất cả bốn hàng, như sáng trong nước lưng quang luôn chờ, trời lo mọc rặng nhờ ánh sáng, thở hoa lòng rải tán mùi hương, pháp màu ánh sáng vi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoan, Phật nhắn lời những chẳng dĩ hơi, quyết lòng mơ đạo dãy đời, nhắm vườn lân giả ngày giờ chẳng sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tỉnh dự pháp từ, đó là... Oh my God. Dạ alo. Dạ alo. Dạ, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáo vạn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích thành còn lâu năm, cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ trinh rõ ràng, tịnh ngài thiết pháp nôi đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tí tí vang toàn. Và nam mô bố tha giá, nam mô tham ma giá, nam mô sân khai giá. Dạ, chúng con kính thỉnh ông đại đức Tùy Nhẫn không? Dạ con cũng không biết hôm nay vị nào dạ kính mời chị nghe pháp ạ. Dạ con chúng con đã cung thỉnh pháp sư. Dạ con xin sám hối đại đức Pháp Tính. Dạ hôm nay con xin thỉnh đại đức hoan hỷ thuyết bài học hôm nay cho chúng con. Con xin nhường mic lại kính thỉnh sư nhận mic giùm con ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu này rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Kính chào Phật tử Rạng Đông, Như Lạc Thê, Ngọc Bèo. Kính chào Phật tử Thái Minh, Phật tử Hoa Nguyệt, IQ em đó, kính chào Phật tử Trung Quang, Hoa Sen,
Kính chào Phật tử nghe pháp Nam Quan Quang Liêm, kính chào Phật tử Trần Đạo, kính chào Vinaya Ratana, và kính chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay ngày 1 tây tháng 1 2020 cũng là ngày Tết, Happy New Year, do đó xin chúc cho chư tôn tăng và thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Đại Nhẫn một năm mới có nhiều sức khỏe và được nhiều điều an vui, và cũng xin chúc cho tất cả quý Phật tử đang có mặt ở trong đạo tràng cũng như là vắng mặt một năm mới tràn đầy niềm tin, tràn đầy sự hạnh phúc, nhất là quý vị sẽ được an vui ở trong chánh pháp. Thật ra thì trong ngày hôm nay chúng tôi cũng đi dự cái lễ cầu phúc tân niên. Cầu phúc tân niên có nghĩa là năm mới người ta tổ chức một cái lễ cai tăng để cầu phước. Thành ra có cái tựa, có cái tựa đề là cầu phúc tân niên. Thì khi mà ngồi nghe các vị sư cùng với các Phật tử cũng có cái sự thảo luận, có nghĩa là thật sự ra mình tu tập thì mình chỉ mong cái sự giải thoát, nhưng mà vì rằng chúng ta còn ở cái cõi dục giới, vì rằng chúng ta còn ở trong cái cõi dục giới này, chúng ta cũng phải nương tựa. Khi mình có sức khỏe, khi mình có niềm vui thì nó sẽ là cái động cơ để mà mình tu tập. Còn nếu mà mình bây giờ thật sự ra quý vị biết cũng như đối với chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng ráng cố gắng để dành cái sức của mình để mà thứ sáu giảng ở trong lớp Phật pháp, chủ nhật giảng vi diệu pháp ở trong Trung Pháp Cú. Nhưng mà do cứ bận công việc đi riết rồi cái bệnh ho viêm xoang mũi mình uống thuốc nó mới khỏe được một hai ngày, mình đi đến chỗ này chỗ kia thì lúc đó thì ở trong máy lạnh của xe hơi, lúc đó thì ở ngoài nó đổ mồ hôi, thành ra nó cứ ra mồ hôi rồi vô máy lạnh, đổ mồ hôi vô máy lạnh, rồi nó cứ nhảy thiết thành ra cái bệnh nó lâu hết rồi. Rồi ngày hôm nay thì đại đức Minh Mẫn thì lại bị mất công việc, bận đi công việc, thành ra phải đi lên giảng. Thật ra thì quý vị, như hồi nãy chúng tôi nói, ở trong cõi dục mà quý vị, nhiều khi mình thấy Phật tử mà có vào ở trong lớp học nghe pháp thì mình rất là mong muốn để mà lên sinh hoạt chia sẻ, dù là những cái câu chúc, những cái câu chúc phúc, dù là những cái câu trả lời ngắn, mà chúng tôi cũng có sự hoan hỷ, rất là hoan hỷ khi mà gặp lại quý vị ở trên Bangkok. Mà cứ ở trong cái thời gian này, cứ năm nào mà đi Ấn Độ về tới cái mùa lạnh này là nó cũng bị ho, nó kéo dài, năm nào cũng vậy. Trong cái đoàn chư tăng, các vị tu nữ Phật tử về thì ai người ta cũng ho, nhưng mà người ta uống vài ngày thuốc là người ta hết ho rồi. Còn đối với chúng tôi thì uống quá chừng mà đến nay chưa hết. Thành ra chính vì cái điều đó mà chúng tôi muốn nói rằng là khi mà chúng ta tu tập chúng ta cũng mong rằng là mình có được cái sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, để chi, để mình mới hành đạo được. Còn giờ mình ngồi mình hành thiền hoặc ngồi tụng kinh mình ho riết nó kỳ quá, hoặc là mình thuyết giảng ho riết nó cũng kỳ lắm. Thành ra đó, mà bây giờ chúng tôi mới cảm thấy cái sức khỏe rất là quý. Ngày mà chúng tôi còn 16, 17, 18 tuổi, dầm mưa dãi nắng, đá bấm mưa, rồi lát là nó khô người,
rồi đá banh nữa, rồi tắm mưa nữa, cũng không sao hết, cũng không sao hết quý vị. Bây giờ thì chúng chừng một cơn mưa thôi là biết tay liền, là sẽ bị bệnh liền. Thành ra bây giờ mới cảm thấy là quý cái sức khỏe. Thôi bây giờ thì ở trong đầu năm mới thì một lần nữa chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và chúc Tết đến chư tôn đức tăng và quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Một lần nữa kính chúc quý ngài quý vị một năm mới vô lượng cát tường. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ Pháp Cú Kinh số 166. Như thường lệ chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Ác tá đắc thần ba ráp thề ná, ác tá đắc thần ba ráp thề ná, ác tá đắc thần ba ráp thề ná. Bác mu nà biết nà hà ba về, bác mu nà biết nà hà ba về, bác mu nà biết nà hà ba về. Atta đắc thá ma phiền nhà giá, Atta đắc thá ma phiền nhà giá, Atta đắc thá ma phiền nhà giá. Sa đắc thá ba su tô si già, Sa thá ba su tô si già, Sa đắc thá ba su tô si già. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái hợp từ Atta Đắc Thăng. Atta Đắc Thăng có nghĩa là lợi ích của mình hay lợi ích của bản thân. Lợi ích của mình hay là lợi ích của bản thân. Atta là mình hay là bản thân. Còn Atta, Atta có nghĩa là lợi ích. Vậy thì khi mà hai cái danh từ này phối hợp do cái lực sanh thí, khi mà ách tá mà cộng với ách thá thì phải tăng thêm một cái phụ âm, đó là phụ âm đa đề đó. Thành ra chúng ta rồi được chia theo đối cách số ít, thành ra nó trở thành ách tá đắc thăng, ách tá đắc thăng. Ách tá đắc thăng ba rác thề ná, ba rác thề ná có nghĩa là lợi ích của người khác hay là thành đạt của người khác. Nó xuất phát từ ba rác, một cái hợp từ ba rác cộng với cái ác thác. Thành ra khi mà chia theo sử dụng cách số nhiều, thành ra nó trở thành bát rắc thề ná, bát rắc thề ná. Dạ đúng rồi, bát rắc thề ná, thành ra lợi ích người khác, bát rắc khác. Kế tiếp thì chúng ta có một cái tính từ bát hú na, bát hú na, bát hú na có nghĩa là số nhiều hay là số đông, số đông hay là số nhiều. Bát hú na bát hú na kế tiếp là chúng ta có áp ý, áp ý, áp ý có nghĩa là thật vậy hay là cũng vậy. Thật vậy, cũng vậy, hay là cho dầu lỡ người bao nhiêu. Chắc cái người miền Nam là kêu là cho dù ha, cho dù lỡ lỡ người bao nhiêu. Còn ở trong những cái câu kệ thơ thì phải cho dầu, cho dầu, dầu lỡ người bao nhiêu.
Có người Việt mình là chắc là dù nha. Ná có nghĩa là không, là ná có nghĩa là không. Ha pa dê, ha pa dê, ha pa dê đây là một cái động từ. Ha pa dê có nghĩa là bị lãng quên. Bị lãng quên, bị buông rơi, bị bỏ đi. Bị lãng quên, bị buông rơi, bị bỏ đi. Rồi, ở đầu dòng thứ ba, chúng ta có một cái liên từ Atta Datta Mapinyaya. Vậy thì chúng ta sẽ tách ra Atta Datta là chúng ta đã biết rồi. Quý vị nên nhớ, quý vị nên nhớ rằng là Atta Datta là chữ M có dấu chấm nặng ở dưới. Khi mà nó gặp một cái nguyên nào đó thì theo cái lực sanh thí của Pali là nó bị mất đi cái dấu chấm nặng của M ở dưới đó. Đó. Chứ là quý vị ở đây quý vị phải lưu ý cái chỗ này. Nếu mà chữ ná đó, mà nó gặp một cái danh từ nào mà có cái nguyên âm đứng đầu a a u u i i o e là coi như là chữ ná đó nó sẽ quay lại, chữ a nó sẽ đứng trước chữ n. Chứ ở trong Pali không có cái chữ a nha quý vị. Ở trong Pali là không có cái chữ a. Có nhiều chúng tôi thấy có nhiều người người ta lầm, người ta tưởng ở cái chữ Pali là nó có cái chữ a, nhưng mà thật sự ra nó không có. Do cái lực sanh thí của Pali, khi mà chữ ná mà nó gặp một cái danh từ nào đó mà có cái chữ nè a a i i u u e o mà đứng trước, tám cái nguyên âm, một trong tám nguyên âm này nó đứng trước, thì cái chữ ná nó sẽ bị quay ngược lại, nó trở thành là giống như là chữ a đứng trước và chữ n đứng sau đó, nó đảo ngược lại đó. Chứ ở trong Pali không có chữ a. Có nhiều người cứ tưởng là ngay chỗ đó là cái chữ a, chứ thật sự ra không có. Không có. Dạ. Rồi Atta Datta, Atta Datta là do cái chữ thăng, chữ m có dấu chấm nặng ở dưới, nhưng mà khi mà gặp một cái nguyên âm là Apinyaya thì nó mất đi, mà nó bị cái dấu chấm nặng đó để chúng ta mới đọc được. Đó, thành ra chúng ta tách ra Atta Datta là cái ý nghĩa chúng ta đã biết rồi. Rồi Apinyaya, Apinyaya có nghĩa là thắng trí. Apinyaya có nghĩa là Atta Datta, Apinyaya. Apinyaya. Dạ. Apinyaya nha quý vị. Nhờ thắng trí tự lợi, nhờ thắng trí tự lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Apinyaya thiếu cái chữ á đứng đầu là không có chữ hai mình. Dạ. Rồi kế tiếp thì ở đầu dòng thứ tư Sadatta Basuto, Sadatta Basuto, Sadatta Basuto ở đây nó cũng là một cái hợp từ có nghĩa là chuyên tâm lợi mình, chuyên tâm lợi mình. Chuyên tâm lợi mình. Basuta là chuyên tâm, Sadat là ở mình. Dạ, đó, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Dạ, Siya, Siya có nghĩa là thì hay là. Siya thì có nghĩa là thì hay là. Dạ,
Cảm ơn Phật tử Thái Minh đã hỗ trợ phần post bài lên màn hình cho các vị Phật tử chuyển về theo dõi. Atta đắc thần barat thề na bát u na bi na hà pa ye Atta đắc tha ma pin nhà giá sa đắc tha bát su tô si ya, có nghĩa là dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi hãy chuyên tâm thở mình. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, vậy là chúng ta đã lướt qua được cái phần từ vựng rồi. Tiếp theo là phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ này. À, giờ đây thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt, rồi sau đó sẽ đi vào phần thuyết giảng. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiwa demi sokato bhagavata thammo thammang namassami suppatipanno bhagavato sakkhasangho sanghang namami lokasanna thammo buddhamahang buddhang cha thammang cha namami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ơn đức của tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ơn đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị trong tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Nhà kính thưa quý vị, cái bài kệ pháp cú số 166 là Đức Phật đề cập đến một cái vị trưởng lão có tên là Tự Lợi, là có nghĩa là qua cái câu chuyện này cái vị trưởng lão nó có cái tên là như vậy luôn. Dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tự lợi, nhờ thắng trí tự lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Thì cái câu kệ này Đức Phật thuyết ra ở tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến trưởng lão Attanatha. Thì ở trong cái khi đó, bậc đạo sư của chúng ta đã nhận lời thỉnh cầu của Ma Vương, là coi như là viên tịnh niết bàn, viên tịnh niết bàn. Quý vị thấy ngày xưa trong cái thời đó có nhiều cái nó cũng vui hơn quý vị. Có nghĩa là tự nhiên cái người ta thỉnh mình, viên tịnh niết bàn, cũng như giờ không lẽ ai người ta thỉnh mình thôi đi chết đi. Chắc mình chữ chết à, mình chữ người ta chết à. Nhưng mà quý vị thấy rằng là cái sự mà Ma Vương mà thỉnh Đức Phật nhập niết bàn là do Ma Vương là không có muốn mà Đức Thế Tôn như là sống còn hiện hữu ở thế gian để mà tế độ những cái chúng sanh nữa. Thành ra Ma Vương là thỉnh Đức Phật niết bàn, mà cái lời thỉnh này đã từ lâu rồi quý vị, đã từ lâu rồi đó. Thì mình thấy rằng đối với Đức Phật thì lúc đó cái những cái điều này ở trong những cái buổi lễ đầu đà đều có đem ra thảo luận hết. Không phải là Ma Vương mà thỉnh Đức Phật nhập niết bàn để Đức Phật nhận lời đâu quý vị. Nhưng mà lúc đó Đức Phật ngài đã quán xét cái duyên nó đã đủ rồi, có nghĩa là những cái chúng sanh mà có hữu duyên của ngài đó, ngài thuyết pháp thuyết giảng cho đắc đạo quả rồi, đủ rồi, cái số nó đủ rồi, cái số này sau này còn lại là do học ở trong giáo pháp hoặc là học với tăng chúng đó. Thành ra lúc đó Đức Phật mới nhận lời, có nghĩa là cái duyên nó hết rồi, mà cái duyên nó mãn rồi. Thành ra có nhiều khi mình thấy rằng là tại sao mà Ma Vương thỉnh Đức Phật nhập niết bàn, cái Đức Phật nhập niết bàn mình thấy cũng lạ kỳ, ngài cũng ở lợi, ngài tế độ mình nữa, ngài nghe lời nhận lời của Ma Vương chi. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra đó là cái duyên lành nó hết rồi, những cái người hữu duyên không còn nữa, thành ra là lúc đó là Đức Phật nhập niết bàn thôi, chứ Ma Vương thỉnh thì thỉnh vậy thôi, theo cái tục lệ, theo cái tục lệ gì thôi đó. Còn mà giờ mình ai mà tỉnh mình nhập niết bàn chắc mình chữ chết.
Thì khi mà Đức Phật đã nhận lời như vậy rồi đó, thì Đức Phật đã triệu tập chư tăng đến và tuyên bố làm sau 3 tháng nữa thì Như Lai sẽ viên tịch Niết Bàn. Thì nghe cái tin này thì các vị tỳ khu mà còn phàm vác sanh cái tâm cũng như là buồn, rồi bắt đầu lo lắng, lo lắng coi như là giờ là mình phải tổ chức lễ trà tỳ cho Như Lai, Đức Thế Tôn sao. Nói chung là lo cái chuyện làm đám, làm giỗ, làm này làm kia đó, lo những cái chuyện đó. Còn ở trong đó, đó có một cái vị trưởng lão tên là Atthadatta. Cái vị trưởng lão này nghe Đức Phật nói vậy, thành ra phát sanh cái sự kinh cảm. Đức Thế Tôn sắp sửa nhập Niết Bàn mà giờ mình tham sân si còn đầy đủ hết, không được, không được. Thành ra đó, bây giờ mình phải cố gắng mình thành đạo để chi, để mà chấm dứt tham sân si trước khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn đó. Thì cái vị này có cái sự suy nghĩ vậy, thành ra cái vị này mới tách rời cái hội chúng để mà lo chuyên tâm mà hành đạo. Thì khi mà chuyên tâm hành đạo như vậy đó, thì những cái vị tỳ khu khác mà bàn về mà đám ma, đám dỗ, đám này trà tì rồi đó, thấy cái vị này không có chịu vô mà ngồi lại bàn tính công việc, thì mới đi ra cũng như là bắt cái vị trưởng lão này đem lên để mà mét Đức Phật, bán vốn Đức Phật. Thì khi mà bán vốn Đức Phật, Đức Phật mới hỏi tỳ khu đất Đắc Đắc Thá là sao kỳ vậy. Thì cái vị này mới trình bày bạch Đức Thế Tôn: con nghe tin Đức Thế Tôn sắp sửa viên tịch Niết Bàn, con chưa có đoạn tận tham sân si, nhà con muốn tìm một cái chỗ nào đó con lo con tu tập để mà đoạn tận tham sân si. Thì khi mà Đức Phật nghe như vậy đó, thì Đức Phật mới khen ngợi là cái vị trưởng lão này. Đức Phật mới nói rằng á, cái tỳ khu nào á mà có cái lòng thương tưởng Như Lai thì lo chuyên tâm hành đạo, là chuyên tâm hành đạo phải bắt chước như cái gương của một cái vị trưởng lão tên là Atthadatta, có nghĩa là tự lợi đó. Đó, Đức Phật vừa tán dương cái vị trưởng lão này và vừa nói các vị tỳ khu lấy cái gương của vị này để mà hành theo. Đó, rồi Đức Phật nói cái sự mà cúng dường hương hoa, bông hoa, hoa quả gì đó, nó không có bằng, nó không phải là nói lên cái sự tôn kính Đức Phật nhiều đâu. Đó, nhưng mà cái sự mà hành đạo làm theo cái lời dạy của Đức Phật á, thì những cái vị tỳ khu, những cái con người như vậy á, thì mới gọi là thương tôn kính là Đức Phật. Khi mà mình có cái sự hành đạo đó quý vị, thì như vậy á, mình mới gọi là thương kính Đức Phật. Thành ra quý vị coi ở trong kinh điển, quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay nó khác xưa quý vị. Ở trong cái thời nay á, người ta phái, người ta thích cúng bái, làm sao mà nó hoành tráng, vân vân. Đó, quý vị thấy không? Có những cái tôn giáo bạn, có những cái tôn giáo khác, coi như là chất đầy những cái mâm hoa quả, bông hoa chất đầy đủ thứ đó. Đó, thì quý vị thấy rằng chính những người đó họ làm sao quý vị? Chính những người đó họ làm cái đó để cho bản thân chúng ta và con cháu của chúng ta và cái hàng mà cháu chích nữa, từ là mình sẽ tự động mình buông những cái quyển kinh này, tự động mình buông những cái quyển kinh này. Thật sự ra quý vị biết đó, những cái đó chúng ta chỉ cần đi theo một hai lần thôi là chúng ta có một cái sự đam mê liền. Ví dụ như là chúng tôi làm một cái lễ đài đi, tượng Phật như vậy, rồi chúng tôi trưng bông đẹp, hoa quả đến nó nhiều, rồi chúng tôi tìm một hai cái người nào đó
đẹp người, đẹp người đồ này kia đó, rồi đứng chụp hình đồ này kia, thì mấy vị mà coi một hồi mấy vị cũng thích à, à coi một hồi cũng thích, cái mình cũng leo lên chụp hình nữa, à mình cũng leo lên chụp hình nữa đó. Nhưng mà quý vị biết á, thật sự ra đó, nếu mà mình làm những cái điều đó mà trong cái buổi lễ đó, mà không có cái sự bố thí vật chất, bố thí pháp, không có cái sự mà hành thiền, không có cái sự tu tập đó, thì biết ở trong những cái đời sống sau đó, mình sanh ra đó thì giỏi lắm đó, mình chỉ là ông bướm hoặc là bướm hoa ở trong cái vườn đạo thôi. À, chứ mình không thể nào mà thành chư thiên được, không thể nào nó thành chư thiên được. Đây là cái điều thứ nhất, là nói về cái quả báo, là cái quả báo cái khi mà mình có những cái hành động đó. Còn nói về một cái điều nữa đó, là cái Phật pháp đó, mà không có duy trì được 5.000 năm chẳng phước lành thế gian đó, Phật pháp mà không có duy trì được đó, là do những người đó, là do những người đó, người ta bày ra những cái điều đó để chi? Để con cháu mình khổ nè, à, cái lớp cha mẹ ông bà của chúng ta, rồi chúng ta không nói, rồi đến sau này, à, sau này cái lớp con cháu của chúng ta khổ, có nghĩa là con cháu của chúng ta đâu có chịu học, mà cứ tối ngày mà ngồi đọc Atta Đắc Thần Ba Rát Thề Na Ba Hu Nà Bi Na Hà Ba Dê, con cháu của chúng ta ngồi không có chịu ngồi đọc nữa, mà bây giờ đó là coi như là chân bông hoa, à, làm chân trái cây rồi thật là đẹp, rồi văn cờ văn phướng nó đẹp, à, thật sự nó đẹp thì nó bắt mắt, à, con cháu của chúng ta, rồi xong nữa đi làm về, người thì làm mệt, người thì coi như là dự lễ cũng mệt, rồi về rồi nằm ngủ luôn, đâu có còn thời gian nữa đâu mà dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tự lợi, nhờ thắng trí tự lợi hãy chuyên tâm lợi mình, đâu có còn thời gian nữa đâu để học cái câu, học thuộc lòng cái câu này quý vị. Đó thì chính vì vậy mà cái quyển kinh Pháp Cú này bị bỏ rơi, à, rồi những cái kinh tiểu bộ, kinh trường bộ, kinh trung bộ bị bỏ rơi nữa. Thì ở trong đó đó, đối với chúng ta, mà đối với con cháu của chúng ta là giống như những người mà đang bị lừa, là đang bị lừa. Còn những người kia đó là do họ thiếu trí, là do họ thiếu trí, hoặc là do một cái sự lợi ích gì đó, là một sự lợi ích gì đó nên người ta làm như vậy, hoặc là do một cái sự thiếu hiểu biết người ta làm như vậy, người ta tưởng làm như vậy là đúng đó. Nhưng mà thật ra thì quý vị nên nhớ rằng là như vậy thì nó sẽ hư một cái thế hệ, à, nó hư một kiếp người chứ không phải một thế hệ nữa. Thành ra nó rất là nguy hiểm, à, vì vậy mà chúng tôi mong rằng là chúng ta phải cân nhắc cho kỹ, à, cân nhắc cho kỹ những cái cuộc lễ nào mang tính chất có pháp hội, có thuyết pháp, có hành thiền, có cúng dường đến chư tăng, có bố thí đồ này kia, chúng ta sẽ nhiệt tâm, à, nhiệt tâm, à, cố gắng, à, chúng ta ủng hộ bằng cách này bằng cách kia, có tài sản ủng hộ tài sản, có công sức ủng hộ công sức, rồi mình không có cái đó mình nhìn thì mình quan hỷ cũng được, mình suy xét cho kỹ rồi mình hãy gắng sức cúng dường, à, để mà mình tạo những cái công đức phước báo. Còn đối với những cái điều mà nó không có những cái mục ở đó trong đó đó, thì chúng ta nên, à, nên xét kỹ lại. Rồi bây giờ trở lại cái phần chú giải ở trong cái câu kệ này: dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tự lợi, nhờ thắng trí tự lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Thì ở trong cái câu này chú giải có nghĩa là giải thích như thế nào? Có nghĩa là chúng ta là cái người cư sĩ tại gia hay là cái vị xuất gia cũng vậy, chớ vì cái sự lợi ích của người khác mà quên đi cái lợi ích của bản thân mình. Dù cái đó, cái lợi ích của bản thân mình nó là rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta cũng phải tu tập, à, chúng ta cũng phải tu tập, à, chúng ta cũng phải tạo dựng, rồi, à, chúng ta mới lo lại cái khác. Rồi đi xét vô cái bài kệ này,
Thì có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là đối với một người mà khi mà cái vị trưởng lão này, cái tâm phát sanh lên cái sự kinh cảm khi mà nghe Đức Thế Tông viên tịch, thành ra cái vị này á mới bỏ đi cái phận sự. Bỏ đi cái phận sự gì? Phận sự hầu thầy, phận sự phục vụ, để mà lo cái chuyện mà trả tiền. Do vậy đó mà các vị sư mới đem cái vị trưởng lão này lên mét với Đức Phật. Đó, thì lúc đó mét với Đức Phật đó, Đức Phật mới giải thích. Đức Phật mới giải thích. Nếu mà thật sự mà mình lo, mình quyết tâm để mà mình đoạn trừ tham sân si, đoạn trừ cả lậu hoặc, thì dù mình có bỏ phận sự xây tháp hay là mình có bỏ phận sự hầu thầy, hoặc là mình có bỏ những cái việc mà gọi là những cái công việc mà ở trong chùa rồi này kia, vẫn được, vẫn được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là Đức Phật nói là mình, do mình bỏ những cái phận sự đó, bỏ cái phận sự nè, ví dụ như là quét chùa nè, xây tháp, xây dựng, có nghĩa là xây dựng chùa đồ đó, rồi phục vụ cái vị hòa thượng tới độ mình á, cái vị thầy của mình á, đó là mình có bỏ những cái phận sự này mà mình chuyên tâm mình hành đạo được, cái điều đó được, cái điều đó là tốt. Đức Phật xét thấy cái điều này là cái điều lợi ích, tại vì cái lợi ích này thân người khó được, Đức Phật mình cũng khó mà gặp được, giáo pháp mình cũng khó mà gặp được. Thành ra do mình bỏ mấy cái phận sự này để mà mình đoạn trừ được lậu hoặc, mình chấm dứt được sanh tử luân hồi đó, thì cái điều này nó là tốt. Đó, thì chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta bỏ những cái phận sự đó mà chúng ta chuyên tâm để mà chúng ta tu tập thì nó tốt. Còn mà chúng ta nói mà chúng ta bỏ những cái phận sự, ví dụ như đối với cái người vợ á, thì bỏ cái phận sự nấu ăn cho chồng, cho con à, rồi hoặc là cái người chồng mà bỏ chăm sóc vợ và con. Còn cái vị sư á, mà bỏ cái phận sự công việc múc nước, sắp đặt, vẽ, lau chân, hoặc là hầu thầy, hoặc là xây dựng chùa đồ này kia, mình bỏ cái phận sự đó mà mình làm những cái công việc mà những cái công việc khác á, mà không phải là để mà đoạn tận lậu hoặc mà quyết tâm á, thì coi chừng, coi chừng. Ngày hôm nay á có nhiều người bị lầm tưởng chỗ này, có nhiều người bị lầm tưởng ở chỗ này đó quý vị. Có nghĩa là mình tưởng mình vô mình ngồi mình hành thiền, mình ngồi mình hành thiền, nhưng mà thật sự ra đó mình ngồi mình suy tính, mình ngồi mình suy tính. Không biết lúc này mấy cái vị Phật tử mà thí chủ đó lúc này người ta còn nhớ tới mình không, hay là chút rồi mình hành thiền ra xong rồi mình điện thoại mình hỏi thăm, coi để không thôi lâu quá mình không hỏi thăm người ta giận. Thì nếu mà mình bỏ phận sự mình bỏ phận sự hầu thầy, mình bỏ phận sự quét chùa, mình bỏ phận sự những cái công việc ở chùa, mà mình nói mình vô mình hành thiền để mà mình tiêu diệt phiền não. Nhưng mà vô mà khi mà hành thiền xong rồi trong cái đầu óc mình nó suy tư, nó suy nghĩ về những cái chuyện đó, chết rồi, lâu quá quên hỏi thăm, lâu quá quên hỏi thăm cái cô thí chủ hoặc là cái vị thí chủ đó, chắc là nhiều khi mình không hỏi thăm người ta buồn, người ta quên, người ta giận, lát xong cái thiền này, xong tiếng ngồi thiền này mình chạy ra mình hỏi thăm liền, lâu quá quên rồi, chết rồi. Thì như vậy là chết, chết cái chỗ nào quý vị? Chết cái chỗ mà mình bỏ phận sự mà hầu thầy của mình bỏ phận sự mà quét cái chùa, bỏ phận sự quét cái chỗ chánh điện, rồi cả người ta thì người ta xây cái nhà ăn, hoặc là người ta xây cái chỗ rửa tay cho chư tăng rồi này kia, rồi mình còn lỡ đó mình chê, mình nói người ta không biết lo tu rồi lo xây tùm lum rồi bài biển này kia, không có lo hành đạo giải thoát này kia, nhưng mà mình vô mình hành thiền mình bị cái phiền não nó chi phối mà mình không biết. Thì thật sự ra đó quý vị biết không,
mấy cái chuyện đó nó đâu phải là tham sân si gì quý vị. Mà anh em nhiều khi mình nghĩ đâu có tội, mà mình nghĩ đâu có tội thì đúng quý vị. Thật sự ra cái chuyện mà chúng tôi mà hỏi thăm quý vị thì cái chuyện đó nó đâu có tội, nhưng mà cái tội là cái chỗ nào? Cái tội là cái chỗ mà người ta xây, người ta ví dụ như người ta xây nhà tắm là cho mấy ông sư, mấy cô tu nữ, mấy người Phật tử đến đó để mà sử dụng. Mình chê người ta không lo, không lo hành đạo đi, lo xây dựng hoài à, đó nó mang tội cái chỗ đó, nó mang nghiệp cái chỗ đó. Hoặc là cái vị hòa thượng á, người ta tu tập rồi mình lỡ mình tác mạch ngày với ngày à, vì con muốn chấm dứt là sắp bá đúc ha nít xá giá, có nghĩa là vì con muốn chấm dứt tất cả sự khổ là chấm dứt niết bàn, xin ngài hãy từ bi tế độ con này kia vân vân. Rồi bây giờ mình nói thôi sư phụ lo, lo hành đạo của sư phụ đi, con lo hành đạo của con chứ con hầu thầy nữa, con lo giải thoát ngài sanh chấm dứt niết bàn. Thì cái tư tưởng của mình như vậy, mình bỏ quên cái vị thầy của mình vậy. Rồi mình vô mình hồn mình làm thiền mà mình bị chi phối, mình nhớ đến cái điều này, mình nhớ đến cái điều kia đó, rồi mình nghĩ một chút nữa mình ráng ngồi hết tiếng đồng hồ đi, rồi mình chạy ra mình làm cái điều đó, thì mình mang nghiệp á, là mình bị bỏ quên cái phận sự của mình à, cái phận sự của mình là đó, mình bị mang nghiệp là mang nghiệp cái chỗ đó. Chứ thật sự ra cái lúc mình á, thì cái tâm mình nó phóng dật à, hoặc là mình bị tham sân gì đó nó chi phối, thì cái nghiệp đó nó là khác à, nó là khác. Thành ra đó là qua cái câu kệ này á, chúng tôi muốn nói rằng là đối với à, tất cả ta còn là phàm phu, thì nếu mà chúng ta mà làm được như cái vị ở trong cái câu kệ này thì tốt. Có nghĩa là nhiều khi thí dụ như quý vị là người cư sĩ, có thể quý vị cho chồng con hoặc là cho vợ con nhịn đói luôn đi, mình đi lo hành đạo để mà chấm dứt sanh tử luân hồi, có nghĩa là đoạn tận được tham sân si được ngay trong cái kiếp sống này, thì chúng ta lỡ chúng ta có bỏ đó, thì nó cũng không sao, tại vì cái mục đích này lớn quá quý vị à, dễ gì mà chấm dứt tham sân si. Còn mà nếu mà quý vị thấy mà mình không có khả năng đó đó thì thôi, không có khả năng đó thì thôi, đừng có bỏ quên cái phận sự của mình à, mình cũng chia ra cái giờ giấc à, cái giờ này để mà nấu cho chồng, cho vợ, cho con, cho cha, cho mẹ gì ăn đó. Rồi sau cái giờ đó, thí dụ như là 10 giờ đi ngủ, thì mọi người người ta do người ta phước báo người ta đầy đủ à, người ta ăn ngủ nó đúng giờ. Còn mình biết cái phước mình nó ít, thành ra 10 giờ mình hành thiền đến 11 giờ rồi mình đi ngủ. Đó thì có nghĩa là mình xong cái phận sự của mình rồi. Mình xong cái phận sự của mình rồi á, xong cái phận sự làm vợ, hoặc là xong cái phận sự làm chồng, hoặc là xong cái phận sự mà làm con, hoặc là xong cái phận sự làm cha mẹ, đầu chúng ta quay vô chúng ta tu à, thì nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu mà chúng ta quyết tâm là coi như là ngay trong tháng này, ngay trong kiếp sống này chúng ta đắc được đạo quả, thì có thể là chúng ta bỏ hết mấy cái phận sự luôn, mình đi làm để mà mình làm chuyện lớn mà quý vị, làm mấy chuyện mà coi như là chư thiên mà à, nhân loại sẽ à, đồng à, đồng đồng quan hô tán thán, mà chư thiên còn tán thán nữa, mình sợ gì à, mấy cái người ở trong à, ở chỗ này. Nhưng mà mình chỉ sợ mình làm không được thôi à, chỉ sợ làm không được thôi. Thì đối với đời sống xuất gia cũng vậy à, đối với đời sống xuất gia đó, thì nếu mà mình cảm thấy à, trong cái ngày hôm nay, trong cái suốt cái mùa mưa này, trong suốt mùa lạnh này, hoặc là trong suốt một cái mùa nóng này, có thể là mình đoạn tận được tham sân si đó à, thì coi như là mình sẽ bỏ luôn à, những cái phận sự mà à, mà quét chùa hay là phục vụ thầy, hoặc là à, cái chuyện mà tô đắp chùa, xây dựng chùa để cho có cái chỗ tốt nữa đó à, thì mình bỏ luôn mấy phận sự đó à, mình lo mình chuyên tâm hành đạo thôi. Còn nếu mà mình thấy mình cảm thấy không đủ khả năng, có nghĩa là năng lực của mình nó không đủ à, mình tu chừng hành thiền chừng 3 tiếng là coi như là 3 tiếng là coi như là nó sẽ buồn ngủ, nó sẽ mệt đâu này kia là thôi, thì mình sẽ cố gắng à, mình làm xong cái phận sự của một cái vị tu sĩ. Thật sự ra nó cũng có nhiều hết quý vị,
À, thật sự ra cũng có nhiều hết. Do mình khéo sắp xếp, do mình vẫn còn đủ cái thời gian để tu tập, vẫn còn đủ, vẫn còn dư. Đó, thành ra đó, chúng ta rồi một phần nữa là chúng ta nhớ cái câu kệ này, cái ý nghĩa, cái lời của Đức Phật dạy là như thế nào. Dù cho mình đem cái sự lợi ích của người khác đến cho cái người khác, nó lợi ích được nhiều, nhưng mà cái lợi ích của mình nó được nhỏ. Nhưng mà mình chớ quên là mình hãy ráng mình làm, mình hãy ráng mình làm, thì cái lợi ích đó có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái sự mà tu tập, thiền định, thiền quán, không đắc được đạo quả, nhưng mà cũng có được cái hạt giống, cái bi chát, quyết cha, có nghĩa là cái hạt giống minh này, để đời sau mình gặp lại cái giáo pháp này, hoặc là gặp được bậc chánh đẳng chánh giác, thì mình sẽ có cơ hội để mà đắc được đạo quả như bạn. Thì cuối cái thời pháp á, thì cái vị trưởng lão Át Tá Đát Thá đắc được đạo quả A-la-hán, còn các vị tỳ khưu khác á, thì cũng được lợi ích do cái thời thuyết pháp của Đức Phật. Vậy thì bây giờ kính thưa quý vị, chúng tôi đã trình bày xong cái phần duyên sự ý nghĩa, cũng xin được kết thúc tại đây. Với cái phần phước này, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia những ngôn ngữ cùng các vị thiền nam tín nữ, và xin chia điều phước này đến các vị chư thiên và tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hệ với thọ lãnh đồng niệm nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Phật Tính đã giảng bài pháp cú số 166 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính